Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn. Vinicius, 24 tuổi, đang dần trở thành cầu thủ chủ chốt của Real Madrid kể từ khi gia nhập vào năm 2018. Tuyển thủ Brazil đã giúp đội bóng đến từ Tây Ban Nha giành cú đúp Champions League và La Liga mùa giải vừa qua. Anh ghi 24 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ngôi sao đều ghi bàn trong hai trận chung kết Champions League gần nhất cho Real Madrid, hiện là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết, quỹ đầu tư công PIF của Saudi Arabia và Real Madrid đã có những cuộc đàm phán sơ bộ về động thái này, mặc dù gác khổng lồ La Liga đương nhiên không muốn bán ngôi sao của mình. Nguồn tin cho biết thêm, hiện vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào dành cho Vinicius. Tuy nhiên, những con số xuất hiện trên tin đồn thực sự khiến người ta sốc. Quay trở lại một chút, PIF đang sở hữu 75% số vốn của cả 4 câu lạc bộ hàng đầu Saudi Pro League, bao gồm Al Ahly, Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr. Al Nassr là câu lạc bộ mà Ronaldo đang khoác áo. Ý tưởng đằng sau dự án tuyển mộ Vinicius là biến ngôi sao trẻ này trở thành đại sứ cho kỳ World Cup 2034 mà Ả Rập Xê Út là nước chủ nhà. Đây là cách đã từng được quỹ đầu tư thể thao Qatar của chủ tịch Paris Saint-Germain Al Khelaifi thực hiện khi chiêu mộ Neymar với bảo đồng kỷ lục 257 triệu đô la Mỹ vào năm 2017, sau khi biến cựu sao Barcelona trở thành đại sứ World Cup 2022. Nguồn tin trên cho biết PIF đã tiếp cận đại diện của tuyển thủ Brazil và thậm chí đã thảo luận về mức lương hàng năm có thể lên tới 382,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 350 triệu euro mỗi mùa, một con số điên rồ. Tuy nhiên, để khiến cho Real Madrid đồng ý ngồi xuống thảo luận lại là một câu chuyện khác. Được biết, điều khoản mua lại hợp đồng của Vinicius lên tới cả 1 tỷ euro. Hợp đồng của tiền đạo này tại Santiago Bernabeu có thời hạn tới tháng 6 năm 2027. Tuy nhiên, với cơn điên cuồng mua sắm của mấy ông tỷ phú đầu cuốn khăn, tự dưng phía Real lại cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng ai biết được họ sẽ chi số tiền khủng khiếp đến mức nào để làm lũng đoạn thế giới bóng đá. Mùa hè này thì Ả Rập vẫn chưa nổ bóng tấn nào trên 100 triệu euro. Vậy phải chăng họ đang dồn toàn lực với cơn điên mang tên Vinicius? Chắc chắn là không rồi. Vini không muốn rời đi, Real thì cũng không muốn bán vào thời điểm này. Tuy nhiên, chuyện các cầu thủ Brazil rời bỏ bóng đá đỉnh cao để đi theo tiếng gọi đồng tiền thực ra cũng không hề hiếm nhé. Người đàn anh Oscar của Vinicius là một ví dụ điển hình. Đương nhiên đằng sau đó là một lý do rất riêng. Oscar là tiền vệ xuất chúng hiếm có, từng khoe tài tại U20 World Cup. Tại U20 World Cup giữa Brazil và Bồ Đào Nha hồi tháng 8 năm 2011, trận đấu này đã chứng kiến Oscar trở thành một cầu thủ đầu tiên trong lịch sử của giải đấu lập hat-trick ở trận chung kết. Nhờ 3 bàn thắng ấy, Brazil vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 3-2 để giành chức vô địch. U20 World Cup là cái nôi đã sản sinh ra rất nhiều huyền thoại. Phong độ chói sáng của Oscar ở giải đấu này khi đó được cho là dự báo về sự xuất hiện của một ngôi sao mới trên bầu trời bóng đá thế giới ở tương lai gần. Và dự báo ấy ít nhiều đã trở thành hiện thực khi một năm sau đó, Oscar, trong áo của Chelsea, lập cú đúp trong trận đấu tiếp đón cao thủ Juventus ở UEFA Champions League. Bàn thắng thứ hai của anh hôm đó thực sự là một siêu phẩm, khi tiền vệ trẻ người Brazil thực hiện động tác xoay người rất nhanh, loại bỏ hai cầu thủ Juventus rồi tung ra cú sút cửa lòng cực kỳ đẹp. Sau trận đấu, truyền thông châu Âu đã phải cảm thán. Hôm qua, Kaká đã trở lại 10 tuổi và thi đấu ở Stamford Bridge. Oscar có phong cách chơi bóng kỹ thuật, hiện đại và hiệu quả theo phong cách của Kaká. Bản thân anh cũng thừa nhận Kaká chỉ là thần tượng. Nhưng rồi theo thời gian, Oscar cứ sa sút xuống dần. Anh không còn tạo ra được những phép màu và trở thành nỗi buồn với những người mộ Chelsea. Tuy nhiên, thay vì chiến đấu để ở lại, Oscar đã lựa chọn khác. Anh đến với Trung Quốc, nơi cho anh rất nhiều tiền. Trong mùa đông 2016, khi mà AC Milan từng bóng gió muốn có anh, Oscar lựa chọn câu lạc bộ đến từ Trung Quốc, Thượng Hải CIPG. Nếu như sang Serie A, Oscar sẽ phải chịu mức thu nhập thấp hơn rất nhiều. Nhưng bù lại, Milan huyền thoại sẽ cho anh cơ hội để thực hiện hóa giấc mộng vinh quang ngày nào. Còn ở Thượng Hải, họ trả cho anh mức lương 24 triệu đô la Mỹ mỗi năm, nhưng cũng gần như khép lại luôn cánh cửa bóng đá đỉnh cao thế giới đối với Oscar. Giám đốc của câu lạc bộ Thượng Hải thời điểm đó nói Oscar rời Chelsea vì chán nản với kiếp dự bị dưới trướng của Antonio Conte. Oscar thì khẳng định chơi bóng cho những câu lạc bộ như Thượng Hải là ước mơ của anh. Nhưng như huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool từng nhìn nhận, Oscar sang Thượng Hải là thương vụ tiền bạc không hơn không kém. Không có ngôi sao nào đến với nền bóng đá hạng 3 của thế giới để cứu vãn hoặc phát triển sự nghiệp. Và Oscar không phải là trường hợp hiếm. Trước đó một tuyển thủ Brazil khác là Ramirez ở tuổi 28 cũng rời Chelsea để sang Giang Tô Sân Ninh với mức phí là 36 triệu đô la Mỹ. Trong một danh sách triệu tập của đội tuyển Brazil đã từng có 3 cầu thủ chơi bóng ở Trung Quốc, trong đó Paulinho và Renato Augusto là những trụ cột ở tuyến giữa, còn Gil thì dự bị. Chuyện cao thủ tên tuổi ở Brazil thi đấu ở châu Á chẳng còn xa lạ. Nhưng nếu trước kia, những Zico, Bebeto chỉ đến Nhật Bản ở tuổi xế chiều, Batistuta, Cannavaro, Raul Gonzalez, Xavi sang Trung Đông khi đã không còn đủ sức đua tranh ở châu Âu, thì cao thủ bóng đá Brazil chấp nhận đến Trung Đông ngay từ khi còn rất trẻ, thậm chí ở cái giai đoạn đỉnh cao phong độ như Oscar hay Ramirez. Tuy nhiên, tự bản thân cao thủ cũng đặt đồng tiền cao hơn khát vọng xác lập sự nghiệp oanh liệt, tìm đến những đội bóng lớn hơn, có tính cạnh tranh cao hơn để khẳng định tài năng của mình. Bên cạnh Oscar, cao thủ Nam Mỹ hay những cầu thủ châu Phi,
vẫn có những cầu thủ châu Âu chấp nhận sang Trung Quốc. Thưa quý vị, Graziano Pelle là một ví dụ. Anh rời Southampton để đến Sơn Đông Lỗ Năng ngay sau kỳ Euro 2016 mà tiền đạo này tỏa sáng. Huấn luyện viên Klopp khi bình luận về chuyện Oscar ra đi đã dùng khái niệm những đồng tiền hợp lý. Đó là những đồng tiền không quá lớn nhưng bù lại cho anh ta tận hưởng bóng đá đỉnh cao, tình yêu của người hâm mộ và cơ hội với các danh hiệu lớn. Còn hiện nay thì nhiều cầu thủ đã lựa chọn tiền bạc làm tiêu chí chính trong vấn đề tồn tại của họ. Đấy là thời đại lên ngôi của bóng đá vị nhân sinh, không phải là bóng đá vị nghệ thuật, vị khát vọng khẳng định mình. Và vì vậy, thế giới này không còn những Gabriel Batistuta đẹp rượu vợi mà chung thủy đến lạc lối nữa. Cùng nhìn lại tuổi thơ khó khăn của Oscar, cha của anh đã qua đời ở một vụ tai nạn giao thông khi Oscar mới chỉ 3 tuổi. Anh thậm chí không nhớ được khuôn mặt của ông. Mẹ của Oscar, Shirley, đã phải một mình nuôi 3 đứa con sau cái chết của chồng. Mặc dù đã phải trải qua những khó khăn từ nhỏ, Oscar không bao giờ tìm kiếm sự đồng cảm cho hoàn cảnh khốn khó của mình. Tuy nhiên, anh luôn thể hiện rõ ràng ưu tiên của mình khi chọn nghề cầu thủ, đó là giúp đỡ gia đình. Một điều có lẽ không nên phê phán về lòng tự trọng của Oscar, vì anh luôn cố gắng hưởng thụ thành quả xứng đáng nhất từ khả năng của mình. Bóng đá chỉ là một trò chơi trong mắt anh, và nếu như có ai đó coi bóng đá như một trò chơi, họ sẽ bị coi là đạo đức giả. Được chào mời mức lương hàng tuần gần 400.000 bảng, khiến anh trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 5 trên thế giới vào thời điểm đó. Thật khó để Oscar từ chối. Song Vinicius thì sẽ là một trường hợp khác. Nói gì thì nói, một thương vụ chuyển nhượng không phải là cứ hai đội ok là xong. Ngay cả khi Real chốt bán Vinicius để lấy 1 tỷ euro, thì dường như cầu thủ người Brazil cũng chỉ muốn chơi bóng tại Santiago Bernabeu mà thôi. Hợp đồng hiện tại của Vini với Real có thời hạn đến đầu mùa hè 2027. Với mức lương khoảng 11 triệu euro mỗi năm, mặc dù con số này không thể so sánh với những gì anh có thể nhận tại Saudi Arabia, những sự gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dường như có giá trị lớn hơn đối với anh. Quyết định từ chối lời đề nghị khổng lồ từ Ả Rập Saudi của Vinicius thể hiện lòng trung thành của anh với câu lạc bộ. Thế nên ngôi sao người Brazil đã nhận được những sự ngưỡng mộ từ các cổ động viên kiền kiền trắng. Tương lai, nhiều người nhận định rằng có lẽ Vinicius sẽ trở thành huyền thoại tại Santiago Bernabeu giống như thần tượng Cristiano Ronaldo mà thôi. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Tuyển Văn Hóa TV.